Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha. Ôi giời ơi, ủa cái gì vậy? Cái này là cái gì? Ủa phải trưởng. Ôi giời ơi, hồi nãy giờ là tôi tưởng đâu là có ai đứng bên đây không à. What the hell? Bữa giờ là tôi có lướt Facebook là tôi thấy có một số người nói rằng là có một số cục đá là nó lú mấy cái con ốc này ra nè. Nhưng mà tôi không có nghĩ đến là nó lú mấy cái xương này ra luôn đó mọi người. Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp cái cục đá này luôn đấy. Tôi thấy rất là nhiều người nói về cái cục đá này rồi, cũng chụp hình trên Facebook đấy mà tôi đâu có gặp đâu. Đây là lần đầu tiên luôn đó mọi người. Nhưng mà chào bằng này cho cái lịch sử cái nha. Mất công người ta nói mình chảnh chè đó mọi người ơi, mệt lắm. Rồi ok, để tôi xem thử coi những cái cục đá như thế này là nó có cái gì nha mọi người. Thấy xương mà nó lú ra như thế này là thấy ham ham rồi đó mọi người. Có thể là có xương khủng long bạo chúa, xương voi ma mút đồ đấy. Cũng có thể là có cái con khủng long mà nhà phát hành mới thả vào đó mọi người. Nói chung là update bây giờ là nhà phát hành đã âm thầm thay đổi là nhiều thứ lắm. Nói chung là ếch nó hết tháng 8 hết. Nhưng mà tự nhiên bây giờ kiếm con ếch không ra luôn ấy. Còn thiếu hai con ếch mà lười đi săn vương miện á mọi người. Rốt cuộc tính đi bắt mà không thấy con nào hết trơn á. Rồi cục đá này nịch mọi người ơi. Xương quá trời xương luôn. Xương trắng không à. Nói chung là cái ngày mà mới update á là nó lỗi nhiều thứ đó mọi người. Tôi thấy rằng là có một số bạn là đi câu cá là câu được cái hộp hải cẩu luôn đấy. Tôi cũng lạc đặt tôi chạy ra tôi câu á mọi người, nhưng mà câu không được tại vì nó nhiều bóng lắm. Nó bóng 1, bóng 2, bóng 3 là 3 bóng lần. Nên mà khó câu được cái hộp hải cẩu lắm mọi người. Ôi trời ơi, hồng ngọc nè. Ôi trời ơi, cục đá nhỏ xíu đập ra hồng ngọc. Còn cái cục đá mà hồi nãy toàn là xương không à, mà đập ra cái nịch. Ôi trời ơi, phải ca trưởng đó mọi người. Ôi trời, đây hồng ngọc nha mọi người. À nãy giờ nói chuyện quên nữa mọi người. Đang xem video nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh với nhé. Và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất lên nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Cái hôm update là đập cũng đâu có ra xương đâu mọi người. Nói chung là đập là ra đá không à. Rồi đi câu thì ra hộp hải cẩu, còn đập mấy cái này là ra đá không à nha. Nhưng mà không hiểu sao ấy là qua ngày hôm sau. Đây là ngày hôm sau nha mọi người. Nói chung là một cái clip của tôi là thường là mọi người cũng đã biết rồi, tôi quay là 2 đến 3 ngày mới xong một cái clip không à. Rồi ok, xương thân cũng lòng bầu chúa đây nè. Đang cần mấy cái này đó mọi người. Nói chung là đang muốn chế tạo cái con khủng long mà bữa trước á là tưởng đâu là nó hết cái sự kiện rồi, là không có thể chế tạo cái con khủng long được đó mọi người. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên sau cái ngày update á thì nhà phát hành đã thêm vào cái xương khủng long lại. Ủa giờ cái con bóng phượng cánh chim nè mọi người. Hồi nãy giờ là tôi treo ngoạc á mọi người, tôi bận quá tôi treo ngoạc á, tôi để nhân vật ở đây nè. Mở máy lên thì gặp ngay con bóng phượng cánh chim này luôn. Phải cái trưởng mọi người ơi. Nói chung là nó giống như cái con bóng nữ hoàng ngày xưa á mọi người. Nói chung là mỗi lần mà treo ngoạc á nha là tôi mỗi lần mà tôi mở máy ra là tôi gặp cái con bóng nữ hoàng à. Hồi xưa mà tôi có từng làm mẹo cho mọi người coi luôn ấy. Nói chung là tôi lâu lâu tôi bận thì tôi treo quạt tôi để đại gì đó mọi người. Rồi ok, tới rồi đây nè, tới rồi đây. Đó, trời ơi, trời ơi. Bả ngay mà chụp được luôn á mọi người. Ghê thiệt luôn á ông Na ơi. Phải cái trưởng luôn. Bớm phượng cánh chim nha mọi người. Cái con này bây giờ là chắc là ít người bắt lắm rồi nha. Cũng là tím đấy. Hồi xưa nói chung là cũng hót đấy, cũng nhiều người đi săn đấy. Nhưng mà bây giờ thấy ít người săn quá trời luôn á mọi người. Nói chung là lâu rồi cũng không thấy nhà phát hành thêm côn trùng mới. Mà nói tới côn trùng mới nhớ đó mọi người, là ếch bây giờ hình như là nhà phát hành họ tắt rồi mọi người ơi. Không thấy con nào luôn á. Không biết mọi người có gặp hay không chứ bữa giờ là tôi đi săn ếch mọi người là tôi không thấy con nào luôn. Ó trời ơi, bị ông đánh luôn. Phải trưởng mọi người ạ. Còn mũ động vật nhân phẩm ngày mới nha mọi người, để xem thử coi nhân phẩm ngày mới nó như thế nào nha. Mấy cái mũ này thì thấy nó cũng dễ thương á mọi người, để xem thử coi có ra được không. Ấy trời ơi, phải trưởng luôn. Cái mũ gì thấy, mũ chó bichon. Phải, cái mũ này là cái mũ đẹp nhất luôn nè mọi người. Ôi trời ơi, trong mấy cái mũ là cái mũ này là đẹp nhất luôn nha. Cái mũ này là cái tỷ lệ mà khó ra nhất luôn mọi người, VIP nhất luôn. Phải, đẹp trai phải trưởng luôn. Ôi trời ơi, cute má ơi. Phải, quá trời đẹp luôn mọi người. Không ngờ mà tôi đẹp trai cỡ này luôn á trời. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ôi trời ơi luôn mọi người. Cute nha, nói chung là cute, cute chứ không đến nỗi đẹp trai đâu mọi người ơi. Nhưng mà cute thì nó cũng gắn liền với cái chữ đẹp trai đó mọi người. Rồi ok, cũng khá là ngon đấy. Rồi ok, thôi đi đập đá tiếp nha mọi người. Tìm từ hồi nãy giờ luôn nhưng mà không thấy cái cục đá nào mà nó có xương giống như ở đầu video vậy mọi người. Hiện tại là mình đang còn thiếu mấy cái xương khủng long bầu chúa để mà có thể mà chế tạo thành cái con khủng long bầu chúa đó mọi người, nhưng mà vẫn còn thiếu rất là nhiều luôn. Nói chung là mỗi thứ như vậy là thiếu đâu đó là 1 đến 2 cái. Nên là bữa là tưởng đâu là nhà phát hành đã không cho đập xương khủng long nữa đó mọi người. Nên là nghĩ rằng là chắc là không chế tạo được cái con khủng long bầu chúa đó rồi. Nhưng mà không ngờ qua ngày hôm sau thì nhà phát hành đã thả thêm. Ôi rồi ơi, kim cương. Ở cái kim cương này bây giờ sao thấy dễ ra lắm đó mọi người. Nói chung là cái clip nào mà tôi đập cũng ra cái kim cương này hết trơn á. Bây giờ nó nhiều ghê lắm à nha. Nói chung là cái này là tôi thấy là ra nhiều nhất luôn á. Mà cái này là dùng để mà chế tạo cái chiếc cần câu này nè. Cái chiếc cần câu... cần câu gì ta quên mất tiêu rồi, thôi cả bà nó đi. Mà đá bây giờ là nói chung là nó cũng ít lắm rồi nha, không biết ở bên Việt Nam như thế nào. Hiện tại là tôi toàn là sống ở nước ngoài không mọi người, để mà đi đập đá cho nó dễ á, tại ở Việt Nam nó bu rất là đông luôn, nên là tôi phải qua nước ngoài mọi người. Mà bên đây là tôi thấy rất là ít đá luôn, lâu lâu tìm được một cục như thế này nè mọi người, chứ mấy cái cục to là không thấy luôn á. Ít, nói chung là ít, rất là ít luôn. Cái cục to giống như là cái đầu video vậy đó mọi người, mà nó ít rồi từ khi mà không còn đá. Ó rồi ơi, lại ra thêm kim cương nữa đó mọi người, thấy chưa. Phải trưởng luôn mọi người, nó ra nhiều lắm, nhiều kinh khủng luôn. Giống như là không biết
lỗi hay là cái gì đó mọi người. Bây giờ là mọi người thử đi đập đi, tôi nghĩ rằng tôi nói cho mọi người biết luôn là thật sự là nó rất là dở ga luôn á. Cho các bạn update lần này thì nói chung là thấy hơi buồn, mỗi lần mà ra cái sự kiện mà tìm xu được mọi người, làm nhiệm vụ mà nhận xu đấy thì tôi thấy rất là buồn nữa mọi người. Tìm xu thì nói chung là mỗi ngày chúng ta vô làm nhiệm vụ xong rồi cũng không biết làm gì á mọi người. Còn nếu mà đi săn á thì chúng ta có thể là mà đi săn ngày săn đêm thì nó rất là vui luôn đúng không. Nói chung là đi săn á thì mọi người tập trung lại rồi cùng nhau săn cá, cùng nhau đập đá thì nói chung là nó vẫn vui hơn. Còn làm nhiệm vụ mà đi tìm xu đúng người thì tìm xu xong rồi thì hết cái nhiệm vụ thì phải để qua ngày hôm sau mới làm tiếp nữa thì nói chung là cũng không có vui. Ôi trời ơi, sọ voi ma mút nè mọi người. Đấy, nói chung là nó vẫn ra được đồ tím nha, mà không ra được đầu khủng long bầu chúa mọi người ơi. Cái khu nghỉ dưỡng này là tôi thấy bây giờ là đá nó xuất hiện nhiều hơn so với là bên Cambin với là khu trung tâm nữa mọi người. Còn Plaza là ít nha. Plaza là trước cái chỗ mà nhà hát mọi người là thấy còn có đá đấy. Còn nói chung là ít cái chỗ nào mà có đá đó mọi người. Đang đập đá 20 ký rồi, cục đá này bị người ta đập bỡ rồi sao trời. Đợi xí đi. Rồi ok, để đập cho nó xong luôn nha. Nói chung là nhiều khi mà đang đập đá đó mọi người, rồi phải chào hỏi rồi ký tường nó cũng rất là mất thời gian, bị người ta đập hết đấy đó, thấy không? Không đập thì làm sao mà ra được sỏi voi ma mút mọi người. Chứ ở đó mà ký tường là các bạn kia bạn hốt cái cú chót luôn là coi như là tôi được cái nịt á, đúng không? Nên là phải đợi, mọi người phải đợi nha, đợi cho nó xong cái đã. Bên cái khu nghỉ dưỡng này thì nó có cái con cua dừa mà nói chung là bữa giờ là mấy ngày nay là tôi vẫn vừa đi đập đá bên đây nè và tôi vẫn đi tìm cái con cua dừa đó mọi người nhưng mà không có thấy. Nói chung là cũng không biết các bạn nào bắt được cái con cua dừa hay không, cũng không biết là nó có bị lỗi rồi cái con cua dừa bị tắt đi hay không đó mọi người. Chứ thật sự là tìm không thấy luôn đó nha. Nói chung mà tôi tìm là tôi cũng tìm kỹ lắm mọi người. Tôi nói chung là phải đi bắt côn trùng, đi farm côn trùng ở bên đây rồi nó sẽ xuất hiện cua dừa. Thì trước đây là làm như vậy đó mọi người, nhưng mà nó không có ra xương thân khủng long bầu chúa đây. Đây cần cái này nè, đó chính là cái thứ mà tôi cần đó mọi người. Nhưng mà như là xương thân khủng long bầu chúa này là có đủ rồi, còn mấy cái xương đầu với lại là xương đuôi là vẫn chưa có đủ. Mà đập đá này là nó ra được tới 3 loài hóa thạch hiếm là xương khủng long bầu chúa, xương khủng long cổ dài với lại là voi ma mút đó mọi người. Nhưng mà không hiểu sao là nhà phát hành cho chế tạo có con khủng long bầu chúa thôi, còn cái con khủng long cổ dài với lại là cái con voi ma mút thì không thấy đâu hết trơn á. Ôi rồi, xương thân khủng long bầu chúa cái cục đá nhỏ xíu mà cũng ra được. Tôi nghĩ là cái cục đá nhỏ xíu này là nó không ra được xương khủng long hiếm luôn đó mọi người, vậy mà nó cũng ra được xương thân khủng long bầu chúa luôn. Mà cái này nó ra đúng nhiều quá nha, cái này là tôi 5 cái rồi đấy, còn cái đầu với cái đuôi là không thấy đâu hết trơn ấy. Đập đá trên điện thoại thì nói chung là nó cũng hơi mỏi cái ngón tay nên là tôi đổi sang PC chơi cho nó dễ nha mọi người. Chứ trên kia thì nó mỏi cái ngón cái quá mọi người ơi. Đổi sang PC để đổi sang cái ngón trỏ nó hoạt động nha mọi người. Rồi ok, để đi tìm đá với tiếp nha. Rồi đây. Rồi. Bấm vượn cánh chim, bấm vượn cánh chim mọi người ơi. Đây vừa thấy một cục đá và vừa thấy một cái con bấm vượn cánh chim luôn. Ôi giời, mới vừa đổi sang máy tính luôn đó trời. Mà máy tính này không biết bắt được hay không đây nè. Nói chung là lâu rồi không có sử dụng máy tính. Bình thường là hồi xưa là sử dụng máy tính rồi sau đó mà chuyển sang điện thoại đó mọi người. Còn bây giờ là chuyển lại máy tính nên là không biết bắt được hay không. Nói chung là bên đây là phải điều khiển di chuyển chậm bằng cái con chuột. Ôi giời ơi, hụt rồi. Ôi đúng là lâu ngày không chơi lại trên máy tính, chơi lại bắt dở dã man luôn đó. Một cái con bóp vượn cánh chim luôn rồi. Bên đây là tôi thấy là tổng cộng là có 3 loại côn trùng hiếm nha mọi người. Thứ nhất là bướm phượng cánh chim nè, thứ hai là con bọ cánh cứng khổng lồ và thứ ba là cái con cua dừa. Tôi nghĩ là 3 cái con đó thôi nha, còn không biết có bạn nào gặp cái con khác hay không. Thì trước mắt là tôi biết là bên đây là có 3 cái con đó đó mọi người. Rồi ok, để đập cái cục đá này nha. Còn cái cục đá mà có xương đó mọi người, mà tìm mà từ hồi nãy giờ ôi chưa đập xong nữa mà thể hiện cái kim cương rồi, vãi trưởng đó mọi người. Ôi giời ơi, ghê trời. Đấy mọi người thấy chưa, nó ra nhiều lắm, nhiều kinh khủng luôn đó mọi người. Hồi nãy giờ là 3 cục rồi đúng không? Đó, đập mà cứ gặp mấy cục đá nhỏ nhỏ này nè mọi người. Đấy nhỏ nhỏ này mà thấy dễ ra kim cương ghê luôn á trời. Để bên đây là đá nó xuất hiện liên tục luôn đó mọi người. Có nghĩa là khi mà đập vừa vỡ cái cục này đúng không, là chỉ cần đảo một vòng cái khu nghỉ dưỡng này thôi rồi quay lại là nó mọc lại đó mọi người. Còn nói chung là bên Cambin đồ khu trung tâm rồi đó mọi người là nó lâu mọc lắm, mà bây giờ là nói chung là bên đó là mọi người đập nhiều á nên là nó vỡ nhanh lắm mà nó mọc lại chậm. Còn bên đây á là có một mình tôi à. Ủa rồi lại kim cương nữa nè mọi người, phải trưởng luôn đó. Trời ơi là trời, 4 cục rồi nha. Đấy mọi người thấy chưa, thật sự là nó lỗi hay sao đó mọi người. Cái này là tôi nghĩ là lỗi thiệt luôn á nha, là đập rất là dễ ra kim cương luôn, nhất là những cái cục mà đá mà nó nhỏ nhỏ, nó tầm trung như thế này nha mọi người, không phải là cái cục to mà cũng không phải là cái cục nhỏ nhất nha, mà là cái cục mà tôi mới vừa đập đấy, rất là dễ ra kim cương luôn. Còn bên cái khu trung tâm này là tôi thấy là từ cái ngày mà không còn sự kiện mà đập đá hổ phách đấy, là mấy cái cục đá mà sự kiện đó mọi người, là nó không còn xuất hiện trên mấy cái tuyến đường này nữa thì nó rất là buồn, thấy hiu quạnh ghê luôn mọi người. Còn mấy cục đá là nó chỉ xuất hiện được ở những cái chỗ mà có cái nền cỏ xanh như thế này thôi. Đây những cái chỗ là như thế này là mọi người, sân bóng đá rồi này. Ôi con bướm phượng cánh chim này là nó bay lạc mà từ bên cái khu nghỉ dưỡng mà nó bay qua tới bên đây luôn hả trời. Phải chưởng luôn mọi người, hồi nãy là tôi kiếm hết bên khu nghỉ dưỡng mà tôi không thấy. Phải qua mấy ngày tiếp theo á, qua mấy ngày tiếp theo trên game nha mọi người là mới tìm được nó trên đây luôn. Ôi rồi ôi.
Ôi phải chưởng luôn, bay hơi xa đấy em ơi, bay mà từ khu nghỉ dưỡng mà em bay về tới sân bóng đá bên khu trung tâm luôn. Ôi trời ơi, ghê thiệt luôn á, không ngờ luôn á mọi người. Lạc mắt bên kia mà qua tới bên đây mới gặp nha. Rồi ok, để bình tĩnh tự tin nha mọi người, lần này là tôi đã rút được cái kinh nghiệm rồi. Đó, ôi trời ơi, bắt trên PC nha mọi người, không phải là bắt trên điện thoại đâu. Nên là rút cái kinh nghiệm, hụt được một nhưng mà đợt hai đã thành công rồi đó mọi người. Ghê chưa, rồi ok. Hai ngày đi đập đá nhưng mà vẫn không đủ xương để mà chế tạo cái con khủng long bạo chúa đó mọi người. Vẫn còn thiếu một cái xương đầu và hai cái xương đuôi nữa mọi người ơi. Rồi ok, thôi video mình xin nhận đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Nam với nha.